Xin chào anh em, chào mừng em quay lại với kênh xe thế giỏi của em ạ Lời tiên em chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe Video này em sẽ giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Honda City bản RS Bản cao cấp nhất của dòng xe Honda City ạ Khi mà sang cuối tháng 11 này, chiếc xe Honda City bản RS này Đang có các chương trình khuyến mại giảm giá cực kỳ sâu cho em nhá Giảm lên tới gần 100 triệu đồng đấy ạ Chiếc xe Honda City nó thuộc phân khúc của dòng xe hạng B Đang cạnh tranh trực tiếp đó là chiếc xe Toyota Vios, Hyundai Sen, Mitsubishi Echa, Hay là rất nhiều xe trường Việt Nam ạ Ok em đi vào chi tiết ạ Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe Với giá miết của chiếc xe đang là 609 triệu Sang cuối tháng 11 này thì đấy đại đại chúng em đang bán với giá đang là 569 triệu ạ Tức là đã giảm giá cho anh em là 40 triệu tiền mặt và ngoài ra tặng thêm cho anh em là 50 triệu phụ kiện em nhá. Tổng khuyến mại lên tới là 90 triệu đồng đấy ạ. Vậy thì chiếc xe Honda City bản RS này là nội đang là 628 triệu. Còn ở tỉnh thì là 602 triệu. Tỉnh A phiên trăm thì là 608 triệu. Và ở Tây Minh thì là 622 triệu Còn anh một giá tốt hơn hay một khuyến mại nào, tặng phụ kiện là sao, chi bánh nào thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin zalo cho em chắc chắn với em giá đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nhá còn đối trả góp anh em trở ra với giá đang là 179 triệu thôi ạ tỉnh thì 153 triệu tỉnh a phần trăm thì 159 triệu và ở thế giới minh thì đang là 173 triệu ạ ở. ở dưới phần mô tả em có một đường link đó chính là đường link về nhận báo giá anh em có gửi giá xe tổng ngân bánh chương trình khuyến mại trả thẳng trả góp lá số ngày nào thì anh em điểm tin như tên địa chỉ số điện thoại loại xe quan tâm hình thức trả thẳng trả góp để gọi thông tin chi tiết nhất cụ thể nhất và chính xác nhất cho mạng các chi phí mà em tính vào cho anh em đó chính là thuế trước bạn biển số đăng ký đăng kiểm phí vệ đồng bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự ạ Ok vậy giao này em giới thiệu cho anh em về giá xe tổng ấn bánh chương trình khuyến mại cho chiếc xe Honda City bản Red rất là chi tiết cụ thể rồi và giờ này xin phép em sẽ dừng video đây anh em có thấy hay thì bấm like đăng ký kênh nhá để em sẽ cập nhật về giá xe thông dòng xe của Honda cũng như các xe khác nhau như Hyundai, Kia, Mazda, Vinfast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW hay rất nhiều xe ăn trường Việt Nam để cho em được chọn tài chính của mình tốt nhất. Ok xin phép em sẽ dừng video đây ạ Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe Cảm ơn em sẵn sàng của em ạ